bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với bốn niệm trụ chẳng xanh chẳng diệt mà học thế nào là nên đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng xanh chẳng diệt mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với bốn tịnh lự chẳng xanh chẳng diệt mà học thế nào là nên đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng xanh chẳng diệt mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tám giải thoát chẳng xanh chẳng diệt mà học thế nào là nên đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng xanh chẳng diệt mà học Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát khi hành bát nhã Ba la mật đa nên đối với tất cả pháp môn đà la ni chẳng sanh chẳng diệt mà học thế nào là nên đối với tất cả pháp môn tam ma địa chẳng sanh chẳng diệt mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát khi hành bát nhã Ba la mật đa nên đối với pháp môn giải thoát không chẳng sanh chẳng diệt mà học thế nào là nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh chẳng diệt mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với năm loại mắt chẳng xanh chẳng diệt mà học thế nào là nên đối với sáu phép thần thông chẳng xanh chẳng diệt mà học Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với mười lực Phật chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với pháp không quên mất, chẳng sanh chẳng diệt mà học? thế nào là nên đối với tánh luôn luôn xả, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với trí nhất thiết chẳng sanh chẳng diệt mà học. Thế nào là nên đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng sanh chẳng diệt mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả dự lưu chẳng xanh chẳng diệt mà học thế nào là nên đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng xanh chẳng diệt mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị độc giác chẳng xanh chẳng diệt mà học Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng sanh chẳng diệt mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng sanh chẳng diệt mà học.